Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc lọ hoa pha lê cao cấp của hãng Bohemia. Đây là chiếc lọ hoa có tên là Chisuri Flamenco, có chiều cao là 30 cm. Rất là nặng. Bohemia là một cái thương hiệu pha lê rất nổi tiếng của nước Séc hay gọi là nước Tiệp hồi xưa đấy. Đây là loại pha lê không trì nên là nó sẽ cho cái màu sắc sáng mãi cùng thời gian với độ bóng rất là tốt cái khả năng chống chảy và an toàn khi sử dụng với cả máy rửa chén. Đây là thông số chi tiết của chiếc bình hoa này. Có màu xám khói thuốc. Về thiết kế chúng ta có một cái bình hoa rất là nặng. Trọng lượng của nó lên tới là 3,1 cân. Về thiết kế thì chiếc bình hoa này lấy cảm hứng từ một điệu nhảy cùng tên. Và có thiết kế khá là tinh tế. Với sự kết hợp của thủy tinh pha lê với các cái đường nét xoắn tạo độ phản quang và rất là nổi bật đúng tinh thần của cái điệu nhảy cùng tên, điệu nhảy flamenco. Chúng ta sẽ đo kích thước của chiếc bình hoa này. Chiều cao là 300 mm. Đường kính đáy khoảng 8 cm và đường kính của miệng là khoảng 15,5 cm. Cái này các bạn có thể cắm nhiều loại hoa và phù hợp với nhiều không gian để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc lọ hoa pha lê cao cấp của hãng Bohemia có tên là Chisuri Flamenco. Các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.